Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay nha. Hôm nay vòng tay của mình sẽ có từ nước Coca-Cola nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Mọi người cùng theo chân mình theo dõi mình làm nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay nha. Hôm nay vòng tay của mình sẽ có từ nước Pepsi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Mọi người cùng theo dõi mình làm. Đầu tiên là mình sẽ chọn màu cam. Đây nha mọi người ơi, đây là màu cam của mình nha. Mọi người ơi, đây là phần màu cam của mình. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với màu tím. Màu tím xanh, tím đậm. Bây giờ mình sẽ tiếp tục. Đây là màu cam và màu tím xanh của mình nha mọi người. Mọi người ơi, đây là phần màu cam và màu tím xanh của mình. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu xanh nước biển. Đây nha, đây là hai màu của mình. Đây là màu cam, màu tím, màu xanh tím với lại màu xanh nước biển của mình nha. Mọi người ơi, đây là màu cam, màu xanh tím và màu xanh nước biển của mình nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn, mình sẽ tiếp tục với màu thôi, mình không tiếp tục với màu nữa, mình sẽ tiếp tục với hạt chữ đi. Mình sẽ bắt đầu với tiếp tục với hạt chữ nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nha mọi người ơi, chiếc vòng của mình sắp hoàn thành rồi nha. Mọi người ơi, chiếc vòng của mình sắp hoàn thành rồi nha. Đây, chiếc vòng của mình đã hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Mọi người ơi, chiếc vòng của mình đã hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây cũng là kết thúc nhé. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Đông thủy ngại tây núi cao.